Trong tất cả những hòn đảo nổi tiếng của Nhật Bản, có một quần đảo gồm hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ. Đó là đảo Amakusa. Ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên xanh ngắt nơi đây và lối kiến trúc độc đáo mang đậm văn hóa châu Âu chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta một tâm trạng vui vẻ. Nhưng đằng sau vẻ rực rỡ lộng lẫy này lại có một câu chuyện đau lòng khó có thể nói thành lời. Đôi vợ chồng Arakawa, người ủy thác trong tập này của chúng ta, đang sống tại đây. Tại điểm du lịch này, khách sạn độc đáo của người ủy thác và cá biển tươi sống khiến cho công việc kinh doanh của họ trở nên cực kỳ hot. Trong thời gian đó, vợ chồng Arakawa đã dành cho các vị khách dừng chân ở đây một chỗ ở tốt hơn. Họ chỉ sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Sau mỗi bữa tối, Arakawa phải đi qua căn bếp chật hẹp, rồi mở cửa sau, lại đi qua một cái nhà kho chứa bể nuôi khổng lồ. Thời gian này trên đảo trời đổ mưa không ngừng. Sau đó Arakawa đến một ngôi nhà khác. Đây là lò hơi của khách sạn và là phòng tắm duy nhất của vợ chồng Arakawa. Ông cởi bỏ quần áo, sau đó đi qua sàn bê tông lạnh lẽo, cuối cùng mới có thể ngồi vào bồn tắm với kích thước bằng một tấm chiếu tatami. Cùng với sự già đi của cặp vợ chồng có số tuổi cộng lại là 150 tuổi này, họ cũng bắt đầu tạm ngừng kinh doanh khách sạn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Arakawa đã nhờ người sửa sang nhà cửa. Người được giao phó lần này là chuyên gia cải tạo nhà Furukawa, là người kế thừa và phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên truyền lại. Ông còn được biết đến là người kể chuyện về kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Khi đã tới trước cửa khách sạn, với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực nhà ở, Furukawa đã bắt đầu quan sát sơ bộ căn nhà. Mặt ngoài giáp biển là một dãy nhà cấp một mái ngói đỏ, là những phòng nghỉ trước đây của nhà Arakawa. 5 căn phòng cạnh nhau này đều là phòng hướng ra biển. Tất nhiên, mỗi phòng ở đây đều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Từ trong phòng nhìn ra có thể thấy cây cầu bắc sang thành phố đối diện. Nhưng cửa kính lại bị gia cố bởi những khung gỗ hình tứ giác. Trước sự chất vấn của chuyên gia, Arakawa đã đưa ra lời giải thích khách quan. Bởi vì là một hòn đảo, nơi này thường xuyên có gió biển thổi qua, nên cửa sổ nhà Arakawa thường xuyên bị thổi bay. Sảnh của ngôi nhà được dùng để tiếp khách lúc trước, sau khi khách sạn đóng cửa, cũng được sử dụng như một lối ra vào bình thường. Tuy nhiên, do quầy tiếp khách dài, nên lối đi hẹp chỉ rộng 50 cm, sau đó phải bước lên 2 bậc thang cao thấp khác nhau. Trước cửa còn đặt một chiếc két sắt cổ để bảo vệ sự riêng tư của thực khách. Furukawa từ vặn công tắc. Bên cạnh quầy là phòng ăn của vợ chồng Arakawa. Có thể nói nơi này sắp xếp rất thiếu khoa học. Xét cho cùng, không gian này quá lớn. Thứ chiếm diện tích nhất lại là chiếc tủ lạnh cỡ lớn. Tiền điện hàng tháng là một vấn đề nan giải. Khu rửa bát của bếp lại có cửa sau hẹp. Sau khi mở cửa ra, thì đây là một khu chăn nuôi. Nhưng sau khi ngừng kinh doanh, ông vẫn tận tâm nuôi rất nhiều cá biển bên trong đó. Sau khi đi ra khỏi khu chăn nuôi, bên cạnh hơi vào phòng tắm của ông bà Arakawa, ở đây không thiếu bất kỳ vật liệu nào. So với quang cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, tắm trong một căn phòng chật hẹp lạnh lẽo như thế này chẳng khác nào như đang ngồi tù. Trong phòng lò hơi có cầu thang sắt. Hàng ngày, cụ bà đều phải ôm theo một chậu quần áo nặng nề, leo trên chiếc cầu thang dễ trơn trượt đó lên trên sân thượng phơi quần áo, để cha mẹ có thể an nhàn hưởng tuổi già. Con trai duy nhất của Arakawa đã chuẩn bị ngân sách 6 tỷ để sửa sang căn nhà. Vì để cải tạo căn nhà tốt hơn, Furukawa yêu cầu một căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Vì vậy, những người từ công ty chuyển nhà đã đến chuyển hết đồ đạc và vật phẩm của gia đình Arakawa đi. Một lát sau, phòng chính của ngôi nhà cũng lộ ra. Phòng tắm nhỏ trong phòng lò hơi cũng bị phá bỏ. Tuy nhiên, Furukawa đã có một động thái bất thường. Ông đưa những người thợ thủ công đi thẳng lên sân phơi quần áo phía trên bể nuôi. Sau đó, leo lên thang, trèo về phía nóc căn nhà chính, vẽ những dấu nhân và hình tròn trên gạch ngói làm dấu. Theo kế hoạch của Furukawa, một số viên gạch đã bị dỡ đi. Mái nhà cũng để lộ bên dưới nó vẫn còn một lớp mái bằng gỗ. Sau đó, thợ mộc trực tiếp cắt những tấm gỗ đó thành từng đoạn. Mà phía dưới lại là nơi giao nhau giữa 3 gian phòng khách. Mái của một số phòng khách cũng bị phá hủy. Nhưng công trình bị tháo dỡ không chỉ dừng lại ở đây. Khi phần mái của căn nhà đã được dỡ sạch, máy xúc dường như nhận được mệnh lệnh, tường, cột nhà cùng những nơi khác cũng trực tiếp bị phá bỏ. Rất nhanh sau đó 3 căn phòng khách đều bị phá hủy. Căn nhà chính còn có thể nhìn thấy cảnh biển đẹp ở bên ngoài. Mới bắt đầu mà đã phá bỏ nhiều như vậy, thật sự sẽ khiến gia chủ khó chịu. Nhưng nhà chính và phòng khách cộng lại không gian rộng 70m2. Đối với đời sống vợ chồng, có một căn biệt thự nhìn ra biển rộng rãi như thế, không bằng sở hữu một ngôi nhà nho nhỏ vừa sang trọng vừa đầy đủ tiện nghi. Thời gian trôi nhanh tới 4 tháng sau, ngôi nhà có hình dáng bình thường này đã có sự thay đổi. Cấu trúc yếu ớt của tầng 1 ban đầu được làm chắc chắn hơn. Sau khi mở cửa vào, chúng ta có thể thấy phong cách Nhật Bản đẹp và sáng sủa. Quầy tính tiền ban đầu có két sắt và bậc thang, bây giờ đã trở thành một hành lang rộng không có bất kỳ trở ngại nào. Cạnh đó là một kiểu phòng tắm mới chưa từng có trong ngôi nhà này. Phòng tắm lạnh lẽo ở sân sau không có phòng thay đồ,
nay đã trở thành phòng tắm mới thứ hai vô cùng tiện nghi và rộng rãi. Trên tường của phòng tắm được phủ lên một mùi hương thơm ngát. Ngoài ra còn có loại đá mài dao nổi tiếng, được sản xuất ngay tại địa phương. Phía dưới tường là đá vân gỗ. Nó có tác dụng thông khí và đầy đủ tính năng giữ nhiệt. Bạn tưởng tượng xem, bạn vừa ngâm mình thư giãn trong bồn tắm nước nóng, vừa thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Thật là thoải mái biết bao. Phòng khách và phòng ăn vốn dĩ bị kín mít, nay lại được thêm vào một chiếc cầu thang mang đầy cảm giác cao cấp. Bên trong là khu vực nấu nướng rộng rãi và đẹp hơn. Đối với hai vợ chồng mà nói, đây là một căn bếp mở có diện tích vừa phải. Tất nhiên, ở đây có nhiều chỗ để đồ thoải mái. Sau khi mở cửa ra, cũng có thể ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài đảo Amakusa. Phòng khách lại có thêm một lò sưởi đẹp hơn, giúp phòng khách hoàn toàn có thể chống được cái lạnh. Tuyệt vời nhất là từ đây còn có thể ngắm nhìn khung cảnh cây cầu bắc sang thành phố đối diện. Đây là cảnh đẹp bị mọi người lãng quên. Trước khi hai vợ chồng cải tạo ngôi nhà này, bể nuôi thô sơ ban đầu nay đã trở thành một hồ cá mang đầy tính cao cấp. Nó còn được trang bị thiết bị lọc tuần hoàn để vợ chồng Arakawa có thể nếm thử món cá thơm ngon bất cứ lúc nào. Khu nấu ăn và các phòng khách phía sau trước đây được các chuyên gia cải tạo biến thành phòng ngủ đơn giản. Ba căn phòng từng bị dỡ bỏ nay trở thành một khu vườn nhỏ. Với tấm cửa kính hoàn hảo này, có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài. Hành lang được sử dụng gỗ sam địa phương, và bên cạnh là nhà vệ sinh gần phòng ngủ nhất. Đương nhiên, nền của hành lang và nhà vệ sinh không có chênh lệch. Đối diện nhà vệ sinh là một cái kho nhỏ, có thể cất giữ một số đồ vật. Đương nhiên, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Sau khi đi lên cầu thang, tầng 2 là một Phật đường lớn. Đối với hai vợ chồng mà nói, muốn an nhàn hưởng thụ tuổi già, cần phải có một tinh thần thoải mái. Bên rìa sân nhỏ của khu vãng sinh, các chuyên gia cũng đã dựng những tấm ván mở rộng bờ biển. Và những tấm ván này tạo ra một lối đi nhỏ, chạy dọc theo mép sân. Thậm chí, họ không cần thay giày khi đi bộ trong sân và đi câu cá trên biển. Tất nhiên, ở cuối đường đi, chuyên gia thiết kế thêm một chỗ để ngồi. Khi Arakawa có bạn tới thăm, vừa có thể tận hưởng thú vui câu cá, vừa có thể uống bia. Phòng nghỉ bên cạnh đã được đổi thành phòng khách. Sau khi chơi trên bãi biển, có thể nướng thịt và ăn cá ở đây, còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Dù có ồn ào thế nào đi nữa, cũng không gây phiền phức cho người khác. Vì gỗ ở đây tất cả đều có khả năng chống gió, động đất. Sửa sang nhà xong, cả nhà Arakawa cuối cùng cũng về nhà. So với ngôi nhà kiểu mới khiến ông ngạc nhiên, ông càng thích nằm trong phòng tắm, uống trà, ngắm nghía phong cảnh đẹp bên ngoài. Kinh phí dự tính để tu bổ ngôi nhà là 28 triệu yên. Phần lớn chi phí là chi trả cho tiền thuê nhân công và chi phí nguyên vật liệu và gỗ, tương đương với 6 tỷ Việt Nam đồng. Để biết chi tiết, mời các bạn nghe giải thích.